Ngày 17 tháng 10, Ban tổ chức Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 đã tổ chức lễ ra mắt chính thức chiếc cúp của giải đấu tại sân golf Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ được tôn vinh bởi sự tham gia của các đại diện từ Tổng cục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Golf Việt Nam, Ban tổ chức Legend Tour, và có sự hiện diện của nhiều golfer nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Lễ ra mắt cúp Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng trước khi giải đấu golf chuyên nghiệp khởi tranh. Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến 2 tháng 12. Chiếc cúp không chỉ là phần thưởng cho người chiến thắng mà còn là biểu tượng của văn hóa và truyền thống của đất nước Việt Nam. Thiết kế của chiếc cúp lấy cảm hứng chính từ chiếc trống đồng truyền thống của Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra mắt cúp, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, tỏ lòng biết ơn sự cống hiến của ban tổ chức, các cơ quan liên quan và những nhà tài trợ. Ông Nhân nhấn mạnh rằng giải đấu Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 sẽ tạo ra một sân chơi để kết nối, trải nghiệm và thi đấu giữa các golfer, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn golf tại Việt Nam. Giải đấu cũng có tiềm năng thúc đẩy ngành du lịch và quảng bá hình ảnh đẹp và hấp dẫn của Việt Nam. Ngày 17 tháng 10, Ban tổ chức Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 đã tổ chức lễ ra mắt chính thức chiếc cúp của giải đấu tại sân golf Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ được tôn vinh bởi sự tham gia của các đại diện từ Tổng cục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Golf Việt Nam, Ban tổ chức Legend Tour và có sự hiện diện của nhiều golfer nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Lễ ra mắt cúp Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng trước khi giải đấu golf chuyên nghiệp khởi tranh. Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến 2 tháng 12. Chiếc cúp không chỉ là phần thưởng cho người chiến thắng mà còn là biểu tượng của văn hóa và truyền thống của đất nước Việt Nam. Thiết kế của chiếc cúp lấy cảm hứng chính từ chiếc trống đồng truyền thống của Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra mắt cúp, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, tỏ lòng biết ơn sự cống hiến của ban tổ chức, các cơ quan liên quan và những nhà tài trợ. Ông Nhân nhấn mạnh rằng giải đấu Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 sẽ tạo ra một sân chơi để kết nối, trải nghiệm và thi đấu giữa các golfer, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn golf tại Việt Nam. Giải đấu cũng có tiềm năng thúc đẩy ngành du lịch và quảng bá hình ảnh đẹp và hấp dẫn của Việt Nam.